Gà bố nuôi từ bé đấy, có được mấy tháng rồi bố? Con này lỡ làm tháng riêng. Làm tháng riêng, thế được gần 1 năm rồi nhỉ? Đúng, tháng riêng bây giờ được 10 tháng. Mà 10 tháng rồi chưa mở mỏ. Chưa mở mỏ, còn tơ nguyên, còn nguyên lông lá này. Nuôi sau vườn bị soi mỏ nhau nên là rất rất ra đây. Lông lá còn nguyên. Chưa, không có gì chạm cái gì. Phần đỏ đây. Xám thật cửa xanh. Cửa to ấy nhỉ? Này xương cốt dày. À nhìn nó to cao. Thế thôi, chú mang ra cho anh thắng. Đây, mang ra ngoài này cho nó chọi tí. Chắc là mình không đăng cái chọi ở đâu. Phải là chọi chỗ này này. Bé gà đi chọi. Chưa mở mỏ lần nào. Đây thử tí. Nhìn to thế này, không to nhỉ. Gọi anh Thắng đi, gọi ra đá tí. Chạy ui ra này. Đây con này, này. Con này không đàn, con vẫn nãy. Mấy con cũng đàn nhau cơ, toàn xám. Con này chân vàng. Đây, quay cho anh em xem. Là xám mình nhiều phết. Đây con xám vào đây đây. Cao to. Rồi tớ. Rồi cái đấy. Chưa mở mỏ, vừa lấy ra gọi anh kia cho đá thử tí mà anh không có nhà. Đây nữa này. Nhát rồi thế. Con này khác đàn đấy không nhỉ? Con tía này là khác. Không có đàn cái toàn xám này. Thanh ngay chơi nó bổ chim. Quay chim đấy. Bạch Thanh. Nó đã biết hót chưa? Hót mà. Rồi được. Bố cho nó ăn thịt à? Ăn thịt, ăn cám. Ăn được cả cám mà, cho bao nhiêu ăn thịt. Cám chim chưa? Này không chi nào nó về đây. Nghe giọng Bách Thành. Con này cũng hài lòng. Đây con này cũng cùng đàn đây. À con này còn với là soi mỏ nhau đúng không? Thế là mới tép mỏ ra. Anh em. Trong này có con không? À, ba cả sáng. Trong này có con mù à? Tiễn mù đúng không? Thằng này gà đúc. Con này bị mù rồi, mù nó gà đúc. Con này chân tròn đấy nhỉ? Con gà đúc là chân tròn. Vừa bóng. Cái má này. Bố cho vừa bên kia ăn chưa? À sao vừa bên kia. À, để sao vừa bên kia xem. Đây, sao vừa bên kia đây. Con này đâu nhỉ? Chắc chạy quanh quanh đây thôi. Này
Này mọi người tỏ phết rồi. Còn lại chống tơ thôi, cũng chưa đá nhau bao giờ. Bố mình lâu lâu ngày trước thì hay còn đi hay đi đá xối. Nhưng mà đợt này thì ít rồi. Và đúc ra cho xong rồi đưa cho mấy em với cháu nó đi nó đá. Nuôi cả đúc thôi. Còn chút nhiều lắm, chạy đâu hết rồi nhỉ. Còn chip chip này. Này, đây là gà chọi đây.